Bằng đạo rất ghét hai cô mà không bấm nút đăng ký nữa. Nếu mình kêu thử, coi thử cái kèo Massive Control Block này đánh với lại tụi rút cái đất hiện tại như thế nào. Đất này là của là siêu classic luôn. Nó chỉ thêm mấy cái lá mới, mấy hình bản tại hồi chứ thật ra nó đánh đi trên Control Block phiên bản còn nổi rồi. Cái lá này luôn luôn giữ lại trong đất này. Đấy này là không có DK luôn á. Give me a quest. Nên đất gì đấy? Mình thấy giòn lắm bằng cái này. This guy's a toast. There once was a man from Gilness. Mình thấy Hellfire chết hết nè. Còn cách khác là dùng cái này một con rồi dùng cái Defy. Mình nghĩ mình sẽ dùng Hellfire. Cái con tàu từ xa sẽ ra. Hiện tại nó có nhiều minion quá. Thành ra là nó sẽ lên hay là nó có Slayer cái gì. Mình nên mặc. Stop. Sợ nó còn cái shop nữa. Nếu nó xài shop thì nó xài hai lá. Hai shop Slayer nữa. Oh shop luôn. Oh shit. There once was a man from Gilgamesh. Nên sao là hoàng có thể chết. Giờ mình heo pha cho mà dùng này mình cặp. Nên sao mình sẽ lên lọt ra sát được.
Brotherhood shall not pay. Nó chỉ là sách của mỏ nó sáo như vậy mà ví dụ nó có lý rồi hay là có đá búp đam nữa mình mệt nữa. Bây giờ ha, mình sai lên cái này ha, mình đi một đam ha và 7 mana lên được con này nữa. Ok, your magic shall not see me. Bây giờ mình cứ lên nên con này tại sát nó rồi còn một slayer nữa. Nên giờ đây sát thì chỗ này trên mặt mình trống quá không, nó không có gì hết. Trên mặt của mình nó trống quá, không có tàu cũng nguy hiểm. Lần sau lên dõi reset được. Mình thấy chơi con này với nó. Sợ là đi rồi thôi. Nếu nó không có đi rồi thì làm sao gọi Venno tàu phục tàu tiếp. Sao mới thể dùng con Alex để thổi lại sống, để thổi lại 15 máu. Ok, nhận. Chắc dính 2 con, ít chừng 2 con. Khi là 3 con luôn chứ. 4 con luôn. 4 con. Mình không lo vì nó tại vì nó hết sát rồi. Rồi nó thọt xuôi rồi. Trao lại đến middle core. Không phải sao death này đứng top death ta? Khó hiểu kìa. Không biết sao death này đây được.
ở trên top deadboard rất là nhiều.